Xin chào quý vị và các bạn. Đây là những hình ảnh sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Lúc 7 giờ sáng mà bầu trời tối sầm, cảnh tượng khiến nhiều người ngỡ ngàng như là lúc chiều tối. Mưa dông và gió mạnh chút xuống đúng vào giờ cao điểm buổi sáng thứ hai đầu tuần khiến cho giao thông đi lại trở nên khó khăn. Người dân Hà Nội đã phải chật vật nhích từng chút một thoát cảnh ùn tắc để đi làm, đi học. Không chỉ thủ đô Hà Nội mà do ảnh hưởng của không khí lạnh nén và làm đầy rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên trong suốt đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông. Một số nơi đã có mưa rất to. Nơi có lượng mưa lớn tính từ 19 giờ tối qua đến 7 giờ sáng nay tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc như là tại Thần Thuộc, Lai Châu là 265,2mm, tại Thiện Kế, Tuyên Quang 139mm, Trúc Bài Sơn ở Quảng Ninh 125,6mm, tại Nậm Tý của Hà Giang là 119mm và Đại Từ, Thái Nguyên 114mm. Dự báo trong ngày và đêm nay 26 tháng 4, ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm trong 24 giờ, có nơi trên 120mm. Bắc Trung Bộ chiều và đêm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm trong 24 giờ, có nơi trên 100mm. Quý vị cần đề phòng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nằm trong xu thế của thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay, trời tiếp tục có mưa rải rác. Do mưa nhiều nên mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay không vượt quá ngưỡng 27 độ, trời mát mẻ dễ chịu. Về tối và đêm, mức nhiệt chỉ còn từ 22 đến 24 độ. Thành phố biển Đà Nẵng, ngày thứ hai đầu tuần, hôm nay thời tiết vẫn ổn định, trời có nắng, với mức nhiệt cao nhất trưa nay vào khoảng 30 đến 31 độ. Về đêm, mức nhiệt hạ dần còn khoảng từ 25 đến 26 độ, thời tiết mát mẻ và dễ chịu. Lùi xuống phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay vẫn có nắng, với mức nhiệt đầu giờ chiều vào khoảng 33 đến 34 độ, cảm giác vẫn oi nóng. Nhưng sau khoảng 15 giờ chiều, những cơn mưa dông khả năng sẽ lại xuất hiện. Cục bộ có nơi có mưa to kèm gió giật mạnh. Về tối mưa dứt, trời chuyển dịu mát hơn. Trong đêm nay và ngày mai, một khối không khí lạnh ở phía Bắc sẽ nén và đẩy rãnh áp thấp dịch xuống nước ta, khiến cho các tỉnh miền Bắc chuyển mưa rào và dông. Nguy cơ cao có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý. Dự báo đợt mưa tại Bắc Bộ sẽ còn kéo dài đến trước đợt nghỉ lễ sắp tới. Do vậy mà nhiệt độ tại đây duy trì ở mức mát mẻ, phổ biến ở dưới ngưỡng 30 độ, những nơi mưa nhiều thì còn dưới mức 27 độ. Quá trình tăng cường và nén rãnh áp thấp của không khí lạnh được dự báo cũng làm thay đổi hẳn thời tiết các tỉnh phía Bắc của miền Trung. Từ ngày mai thì mưa sẽ xuất hiện và nhiệt độ giảm dần tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Các tỉnh thuộc phía Nam đèo Hải Vân từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận ít mưa hơn, có chăng chỉ có mưa rào và dông vài nơi về chiều tối ở các tỉnh phía Bắc. Còn ban ngày thì toàn vùng vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, nhiệt độ dao động từ 32 đến 34 độ. Ở phía Nam, trong 3 ngày tới tiếp tục chịu sự chi phối của gió Tây Nam nhưng mà cường độ thì cũng đã yếu dần. Vì thế mà mưa dông được dự báo sẽ lui về chiều tối, còn diện mưa thì ở mức rải rác. Ban ngày, trời nắng với nhiệt độ tăng nhẹ. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ ở mức là 29 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ là 32 tới 34 độ. Trên biển, dưới tác động của không khí lạnh tăng cường, đêm nay và ngày mai, gió trên khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ chuyển hướng Đông Bắc và cường độ mạnh dần lên ở mức là cấp 4, cấp 5. Mưa rào và dông cũng gia tăng. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Còn với khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa trong 3 ngày tới duy trì gió hướng Tây Nam ở mức cấp 4. Nhưng mưa ở đây thì vẫn xuất hiện và khiến cho tầm nhìn giảm thấp, chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 25 độ vĩ Bắc dịch chuyển dần xuống phía Nam, nên từ chiều và đêm nay 25 tháng 4 đến hết ngày 26 tháng 4, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ sẽ có điểm có mưa vừa đến mưa to. Đáng lưu ý, mưa xuống trên nền thời tiết nóng ẩm những ngày qua, sự tranh chấp giữa khối khí nóng và lạnh sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Ngoài ra, cần cảnh báo với bà con sinh sống ở các khu vực vùng núi, mưa lớn diễn ra sẽ gây ra nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất
và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Vì vậy, ngay từ bây giờ, bà con cần chủ động phòng tránh, sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra, tránh để xảy ra thiệt hại về người và tài sản. Cùng với mưa, nền nhiệt cũng giảm nhanh chóng. Dự báo mức nhiệt thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ giảm xuống chỉ còn từ 19 đến 22 độ. Vùng đồng bằng xuống còn từ 22 đến 24 độ. Mức nhiệt cao nhất ngày cũng không vượt quá ngưỡng 28 độ. Trời chuyển mát vào ban ngày và lạnh vào ban đêm. Trước những cảnh báo thời tiết này, để chủ động ứng phó với mưa dông và giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt là bà con sinh sống ở các tỉnh vùng núi, nơi dự báo có mưa dông lớn, cần chú ý một số biện pháp như sau. Khuyến cáo bà con nông dân các khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để chủ động phòng tránh hiện tượng mưa lớn, dông, lốc sét, mưa đá có thể xảy ra. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó khi mưa lớn, dông, lốc sét, mưa đá xảy ra. Ngoài ra, bà con cũng cần xem xét việc thu hoạch sớm hoặc là che chắn bảo vệ rau màu, cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại. Những thông tin tiếp theo về đợt mưa dông này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên các bản tin thời tiết trên kênh VTC14. Mời quý vị và bà con đón xem. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo. Thank you.